Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, trong tuyên bố đưa ra sau khi Triều Tiên lại vừa phóng thử một số tên lửa ra biển Hoàng Hải, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định nước này đang duy trì một hệ thống phòng thủ thích hợp trên bán đảo Triều Tiên. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kibbs, Washington đang theo dõi sát tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khả năng phòng thủ hiện nay trên bán đảo này là hoàn toàn phù hợp. Phát biểu trên được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng thử tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm ngoái và diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, gọi tắt là ICBM, ngày 14 tháng 1 và thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước ngày 19 tháng 1. Ngày 24 tháng 1, hàng vạn người dân Argentina đã hưởng ứng cuộc tổng đình công trên toàn quốc do Tổng Liên đoàn Lao động, được gọi tắt là CGT, phát động nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Người lao động đại diện nhiều tổ chức dân sự, công đoàn và chính trị Argentina tại thủ đô Buenos Aires và nhiều tỉnh thành đã xuống đường biểu tình, bày tỏ không đồng tình với các giải pháp kinh tế mới của chính phủ. Theo CGT, mục đích của cuộc tổng đình công cũng nhằm kêu gọi quốc hội không thông qua các chính sách kinh tế mới của chính phủ với tên gọi nghị định cần thiết và khẩn cấp và dự luật xe buýt. Tổng đình công và biểu tình phản đối cải cách kinh tế của chính phủ trong 24 giờ khiến các dịch vụ thiết yếu của Argentina như giao thông công cộng, ngân hàng và y tế bị đình trệ. Ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tái khẳng định ủng hộ kết nạp Thụy Điển làm thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Cụ thể, chia sẻ trên mạng xã hội X sau khi điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Hungary nêu rõ chính phủ nước này ủng hộ Thụy Điển trở thành một phần của NATO. Ông Orbán nhấn mạnh sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội Hungary bỏ phiếu thông qua việc NATO kết nạp Thụy Điển và phê chuẩn ngay trong lần đầu xem xét. Trong khi đó, chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thư ký NATO cũng thông báo cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary diễn ra tốt đẹp. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1, Liên minh châu Âu EU đã ra mắt Liên minh các cảng biển châu Âu nhằm thống nhất các biện pháp đấu tranh trong cuộc chiến chống ma túy và chống sự xâm nhập của các nhóm tàu phạm. Sự kiện được tổ chức tại cảng Anve của Bỉ, cửa ngõ chính mà tội phạm ma túy sử dụng để tuồn ma túy vào châu Âu. Theo EU, sự ra đời của liên minh này nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và các mô hình hoạt động, đồng thời lập bản đồ luồng vận chuyển ma túy và triệt phá các băng đảng tội phạm. Ủy viên phụ trách nội vụ của EU Eva Johansson nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các cảng biển trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, khẳng định việc đấu tranh chống tội phạm không thể chỉ nỗ lực một cảng biển bởi tội phạm sẽ ngay lập tức chuyển sang hoạt động tại cảng biển khác. Ngày 24 tháng 1, Israel đã bác bỏ khả năng ngừng bắn ở dải Gaza sau khi trước đó truyền thông đưa tin Tel Aviv có thể đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas, trong đó giao tranh sẽ tạm ngừng để đổi lấy việc phóng thích con tin. Người phát ngôn chính phủ Israel Ilana Stein cho biết Israel sẽ không từ bỏ chiến dịch ở Gaza và sẽ giải cứu tất cả các con tin đang bị giam giữ. Tuyên bố của Israel đưa ra sau khi trước đó một ngày, tờ Axios của Mỹ đưa tin Israel có khả năng đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự ở dải Gaza trong 2 tháng để đổi lấy việc lực lượng Hamas trả tự do cho những con tin hiện vẫn bị giam giữ. Hiện cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới việc trao đổi các con tin Israel và Palestine. Qatar, Mỹ và Ai Cập đã tiến hành nhiều nỗ lực ngoại giao, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều đột phá về vấn đề này. Hôm qua, một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã yêu cầu nhân viên các cơ quan của Liên Hợp Quốc là người Mỹ và người Anh phải rời khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát trong vòng một tháng. Liên Hợp Quốc cho biết Houthi đã thông báo về việc các nhân viên của Liên Hợp Quốc là người Mỹ và người Anh là những người không có được hoan nghênh và không nên trở lại các khu vực do người Houthi kiểm soát. Theo truyền thông địa phương, hiện có hơn 20 công dân Mỹ và Anh đang làm việc cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Động thái trên diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ và Anh gần đây tăng cường tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Ngoài việc lựa chọn những trang phục hiện đại, phụ nữ ở châu Á còn diện những trang phục truyền thống nhằm lưu giữ tinh hoa văn hóa cũng như thể hiện niềm tự hào dân tộc. Dù mỗi nước có những trang phục truyền thống khác nhau, nhưng điểm chung là thường mang sắc màu sặc sỡ, phù hợp với mùa hè lễ hội đầu năm. Hanbok là trang phục truyền thống đặc trưng của người dân Hàn Quốc. Khi xã hội ngày càng hiện đại, thì sự hiện diện của những chiếc hanbok lại ngày càng ít đi.
và hanbok chỉ được mặc duy nhất vào dịp đón năm mới. Năm nay, giới trẻ Hàn Quốc cũng rất hào hứng với việc thuê hanbok từ sớm để chuẩn bị diện cho dịp năm mới. Các thiết kế hanbok kết hợp với những nét hiện đại hợp thời trang đang được ưa chuộng nhiều nhất. Tôi luôn muốn mặc hanbok vào dịp năm mới, có nhiều loại hanbok khác nhau, nhưng tôi nghĩ hanbok theo phong cách hiện đại khá đẹp vì nó phong cách hơn và thiết kế lung linh. Trung tâm mua sắm trực tuyến của địa phương G-Market cho biết, nhu cầu về trang phục hanbok của người Hàn Quốc ở độ tuổi thanh thiếu niên 20 và 30 tăng cao những năm gần đây, đặc biệt là vào dịp cận kề năm mới. Rất nhiều khách hàng trẻ đến trong dịp lễ năm mới, họ chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi. Họ đến thăm các cung điện làng Hanok và các di sản văn hóa khác trong trang phục hanbok. Dù xã hội ngày một phát triển, nhu cầu mỗi thời một khác, xu hướng ngày càng hiện đại nhưng vẻ đẹp truyền thống càng được gìn giữ và phát triển bởi nó tạo ra những nét đẹp riêng, văn hóa riêng của một quốc gia, dân tộc. Thông tin vừa rồi để khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.